thời dựng nước, anh hùng vĩ quốc hy sinh thân mình cho dân yên bình, giữ trọn niềm tin. Vân Sơn xin được phép chào cả nhà. Rất lâu rồi Vân Sơn mới có dịp trình diện cũng như là xuất hiện trên cái màn ảnh nhỏ để mà thưa chuyện cùng tất cả quý vị khán giả. Đặc biệt là hôm nay Vân Sơn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của đài SPTN tại Toronto để mà giới thiệu đến quý vị một chương trình mà chúng ta Vân Sơn sẽ trực tiếp thu hình tại tiểu bang New York. Cuốn DVD này với cái số thứ tự của nó là số 49, Vân Sơn số 49, Vân Sơn in New York, với chủ đề là Một thời để yêu. Vâng, cũng như quý vị đã biết là trước đây Vân Sơn, chúng ta Vân Sơn cùng với tất cả anh em nghệ sĩ đã đi rất nhiều nước trên thế giới, đã đi hơn 10 nước trên thế giới rồi, trong đó có thể kể là nước Mỹ thì đương nhiên rồi, Canada, Úc Châu, bên châu Âu thì đi tiếp khách, ở châu Á thì có Nhật Bản nè, Philippines, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam, và bây giờ thì Vân Sơn lại đi đến với lại tiểu bang New York. Có nhiều người hỏi là tại sao Vân Sơn không ở Orange County để làm chương trình giống như là Asia hay Thúy Nga mà Vân Sơn phải xách quân đi tùm lum vậy? Tốn tiền quá. Đúng, rất là tốn tiền. Khi mà Vân Sơn đi đến bất cứ một tiểu bang nào hay đi ra khỏi California đó, thì Vân Sơn phải tốn ít nhất là gần 100 ngàn về tiền máy bay cũng như tiền ăn ở cho gần 100 anh em. Nhưng mà làm văn nghệ đó thì Vân Sơn nghĩ rằng Vân Sơn ngoài vấn đề làm để mình kiếm tiền ra thì mình còn phải làm những cái gì mình thích. Thành ra Vân Sơn thích là Vân Sơn mang cái chương trình văn nghệ của Trung tâm Vân Sơn đến với lại cộng đồng Việt Nam chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Bởi vì Vân Sơn có hơn 20 năm ở Mỹ và hơn 20 năm Vân Sơn được đi trình diễn khắp nơi trên thế giới. Vân Sơn biết được rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta hiện tại đang ở khắp mọi nơi. Châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á, kể cả châu Phi. Mà cộng đồng Việt Nam chúng ta ở bất cứ nơi nào cũng đều sinh sống rất là vững, rất là mạnh và có những cái điểm rất là hay. Thành ra Vân Sơn muốn mang cái chương trình văn nghệ của Trung tâm Vân Sơn đến với cộng đồng Việt Nam chúng ta ở nơi mà cộng đồng Việt Nam chúng ta có. Đó là lý do tại sao Vân Sơn mang Trung tâm Vân Sơn đi khắp nơi trên thế giới. Ngoài vấn đề là mang chương trình văn nghệ, mang những cái câu hò, điệu hát, những cái giây phút để gợi nhớ lại quê hương, để gợi nhớ lại tình người Việt Nam ra, thì Vân Sơn còn thu lại những cái được gọi là tài liệu hay là phóng sự của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Những cái tài liệu, những cái phóng sự đó nó ghi lại những hình ảnh rất đẹp mà của người Việt Nam chúng ta. Thí dụ như là người Việt Nam chúng ta ở châu Âu thì nó lại có một cái, nó mang cái văn hóa của Việt Nam chúng ta hòa lẫn với văn hóa của châu Âu, nó lại ra một cái màu sắc khác. Mà ở châu Á lại ra một màu sắc khác. Thành ra Vân Sơn thấy được những cái rất là hay. Thành ra Vân Sơn muốn mang Trung tâm Vân Sơn đi khắp nơi trên thế giới, ở những nơi mà có người Việt Nam chúng ta đang sinh sống, để thực hiện những chương trình này. Đó là ước mơ của Vân Sơn. Và Vân Sơn hy vọng rằng quý vị sẽ giúp cho Vân Sơn thực hiện những ước mơ đó bằng cách là khi Vân Sơn đi đến đâu thì quý vị ủng hộ mua vé, và đặc biệt là sau khi phát hành DVD quý vị mua bằng gốc. Ok. Lần này thì Vân Sơn chọn tiểu bang New York. Có nhiều người hỏi tại sao Vân Sơn lại chọn New York. New York là một tiểu bang nổi tiếng của nước Mỹ. Khi nhắc đến nước Mỹ là người ta nhắc đến California, người ta nhắc đến New York, người ta nhắc đến Chicago. Đó là những thành phố lớn và những thành phố rất nổi tiếng. Và những thành phố, khi mà nhắc đến những thành phố đó là người ta biết đó là nước Mỹ. Nhưng mà lần này Vân Sơn chọn tiểu bang New York chứ Vân Sơn không chọn thành phố New York. Tại vì thành phố New York nó nằm ở trong tiểu bang New York. Mà ở New York đó thì nó là một thành phố rất là lớn, nhưng mà ngược lại cái sự di chuyển, sinh hoạt và tất cả mọi thứ nó đều rất là
khó khăn, đắt đỏ. Thành ra Vân Sơn chọn một cái nơi ở trong tiểu bang New York, đó là Turning Stone Casino. Nó nằm ở gần khoảng những thành phố lớn của New York, như là thành phố Syracuse, Buffalo. Đó là nó nằm up north, gần với lại tiểu bang, gần với lại nước Canada, gần với lại Toronto, gần với lại Ottawa, gần với lại Montreal. Và những thành phố xung quanh đó là những thành phố có rất đông người Việt Nam. Thí dụ như là những thành phố như là Syracuse nè, Buffalo nè, Utica nè, Binghamton nè, Rochester nè, đương nhiên là New York nè, rồi những tiểu bang khác như là ở Philadelphia hay Boston, hay là những tiểu bang gần ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đó, đến với lại Turning Stone Casino rất là dễ dàng. Đặc biệt là ở bên Toronto thì đến với lại Turning Stone lại càng dễ dàng hơn. Thí dụ như là Toronto mà đến với lại Turning Stone Casino đó chỉ có 3 tiếng 30 phút lái xe. Ở Ottawa là ở ngay thủ phủ của Toronto đó, đến với lại Turning Stone Casino chỉ có 3 tiếng lái xe. Và ở bên Montreal về với lại Turning Stone Casino cũng chỉ có 3 tiếng 30 phút lái xe. Vân Sơn biết rành lắm. Tại vì trong tháng vừa qua thì Vân Sơn cùng với Bảo Trung và một số anh em trong cái nhóm quay phim thực hiện những thước phim tài liệu đầu tiên của Trung tâm Vân Sơn thực hiện ở New York đã đi qua rất nhiều thành phố, và đi qua đến Toronto, đi đến Ottawa và kể cả đi đến Montreal để mà thử đoạn đường và cũng như là đi thâu những thước phim của người Việt Nam chúng ta đang sinh sống, đang cư ngụ ở đó. Đó là lý do mà tại sao Vân Sơn chọn Turning Stone Casino để thực hiện cái chương trình lần này. Về chương trình lần này đó, thì cái chủ đề của chương trình lần này là Một Thời Để Yêu. Trong Một Thời Để Yêu thì Vân Sơn chọn một chủ đề tình yêu, một chủ đề đó là một chủ đề muôn thuở của con người. Chủ đề tình yêu về người yêu đối với người yêu, chồng vợ rồi cha con rồi gia đình rồi bạn hữu rồi bạn bè rồi quê hương, tất cả mọi thứ. Một thời để yêu, con người ta ai cũng một thời để yêu, phải không? Vân Sơn hy vọng rằng khi quý vị đến với chương trình này thì quý vị sẽ bắt gặp hình ảnh của mình trong một giây phút nào đó trong chương trình dài xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ tại Turning Stone Casino vào ngày 31 tây tháng 8 của năm 2013. Chương trình sẽ bắt đầu mở màn từ 10 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng. Vân Sơn được phép gửi đến quý vị một số danh sách của anh em nghệ sĩ lần này đến với thành phố New York, đến với lại chương trình Vân Sơn 49 in New York với chủ đề là Một Thời Để Yêu, gồm có nam danh ca Chế Linh, nam danh ca Trương Vũ, nữ danh ca Thanh Tuyền, nam danh ca Giang Tử, nam danh ca Tuấn Ngọc, nữ danh ca Ý Lan, cùng với các ca sĩ trẻ như Cát Tiên, Linh Đa Châu, Triệu Minh, đặc biệt sự xuất hiện trở lại của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình của Trung tâm Vân Sơn lần này là Vân Quang Long, ca sĩ Vân Quang Long rất nổi tiếng từ trong cho tới ngoài nước. Nữ ca sĩ Như Ý, một nữ ca sĩ trẻ đẹp, tài năng, rất nổi tiếng từ trong cho tới ngoài nước. Và đặc biệt là nam ca sĩ Dương Ngọc Thái, một người hát nhạc quê hương, chuyên chở những dòng nhạc quê hương đang nổi tiếng trong và ngoài nước, sẽ xuất hiện trong chương trình của Vân Sơn số 49 lần này. Bên phần MC và phần diễn viên hài hước thì Vân Sơn được phép điểm qua sơ là có đầu tiên là Jennifer Phạm, thứ hai là Đinh Ngọc Diệp. Đinh Ngọc Diệp là một nữ nghệ sĩ điện ảnh đang rất nổi tiếng, diễn hay, rất đẹp, sẽ xuất hiện trong chương trình lần này. Đương nhiên thì sẽ có danh hài Vân Sơn, danh hài Bảo Trung, danh hài Quang Minh, danh hài Hồng Đào, danh hài Kiều Oanh, danh hài Chí Tài, danh hài Lê Tính, danh hài Minh Nhí, có Vân Sơn Band và có 20 vũ công của Trung tâm Vân Sơn cũng sẽ xuất hiện trong chương trình lần này. Vân Sơn xin được phép nhắc lại là chương trình show bắt đầu từ 10 giờ tối ngày thứ bảy của tháng 8, ngày 31 tháng 8 năm 2013. Quý vị nên đi sớm, đến đúng giờ chương trình sẽ mở màn, rất đúng giờ nha quý vị. Có nhiều khán giả hỏi là gọi về Trung tâm Vân Sơn, hỏi là vé làm thế nào để có được những chiếc vé này. Thì Vân Sơn xin được
nói sơ đến quý vị về cách nào để chúng ta có được những chiếc vé này và trung tâm Vân Sơn diễn ở rạp như thế nào. Turning Stone là một nơi mà trung tâm Asia đã trình diễn rồi, và trung tâm Asia đã trình diễn ở một cái rạp cũng ở trong Turning Stone, nhưng mà nó chỉ chứa được khoảng chừng 500-600 người gì thôi. Còn lần này thì trung tâm Vân Sơn lấy một cái event thật là lớn cũng nằm ở trong cái Turning Stone Casino. Cái event này chứa được đến 5.000 khán giả lận. Nhưng mà Vân Sơn đã block hết 1/4 của cái event này, block hết hơn 1.000 ghế để làm sân khấu. Tại vì cần sân khấu rất lớn để mà thực hiện chương trình quay video. Thành ra hiện nay thì chỉ còn lại khoảng chừng hơn 3.000 vé mà thôi. Hơn 3.000 chỗ ngồi còn lại để mà xem chương trình này. Đặc biệt là bên Turning Stone Casino, họ đã mua lại của Vân Sơn hết 800 vé để mà gửi cho những khách VIP. Thì bên cá nhân của trung tâm Vân Sơn chỉ còn lại có hơn 2.000 vé mà thôi. Thành ra hiện nay đó, những cái vé như là Super VIP, VIP và vé hạng nhất, nếu quý vị có tìm, có kiếm để mà mua thì bắt đầu hơi khó rồi đó. Thì chỉ còn lại những loại vé như là vé hạng nhì, vé hạng ba mà thôi. Có 5 loại hạng vé tất cả. Vé hạng vé mà Super VIP đó thì giá vé là 250 đồng. Vé VIP giá vé là 150 đồng. Và vé hạng nhất là 120 đồng. Vé hạng nhì là 80 đồng. Và vé hạng ba là 60 đồng. Thì hiện nay, bên cũng như Vân Sơn nói đó, bên casino họ đã lấy hết 800 vé. Họ đã mua lại 800 vé để họ cho những cái người VIP. Và quý vị có thể tưởng tượng đi. Chỉ cần 200 member của casino mà mỗi member lấy 4 vé là đã hết vé, sạch vé. Hiện nay thì Vân Sơn biết là ở Turning Stone Casino họ đã cho ra gần hết vé rồi. Nhưng mà họ vẫn hứa với lại những người member của họ là cứ đến chơi rồi lấy điểm để mà đổi những cái vé đó. Nhưng mà Vân Sơn biết rằng hiện nay có rất là nhiều người đến với Turning Stone Casino để mà mong lấy điểm mình để đổi những cái vé đó. Nhưng mà Vân Sơn báo với lại tất cả quý vị khán giả là những cái vé mà bên casino là họ đã cho ra gần hết rồi. Thành ra nếu mà quý vị muốn đi xem, muốn cùng với tất cả những khán giả của miền Đông Bắc Hoa Kỳ, của những khán giả khắp nơi trên thế giới về xem show này, thì quý vị ngay trong giờ phút này quý vị hãy liên lạc với trung tâm Vân Sơn ở số 714-799-1566 để có được những chiếc vé để cùng tham dự với lại hơn 3.000 khán giả ngày hôm đó sẽ có mặt trong chương trình Vân Sơn 49 được trực tiếp thu hình để trở thành cuốn DVD Vân Sơn số 49 với chủ đề là Một Thời Để Yêu. Vé thì hiện đang có bán tại rất nhiều địa điểm ở tất cả những thành phố lân cận của Turning Stone Casino. Vân Sơn được xếp điểm qua sơ là ở bên Syracuse thì có tiệm Việt Mỹ, tiệm Á Châu. Ở Buffalo thì có tiệm An Châu, tiệm Phú Thái. Ở Utica thì có chợ Nguyên Phát. Ở Binghamton thì có chợ Hàng Phát. Ở Rochester thì có Vĩnh Hảo. Ở thành phố New York thì có nhà sách Tú Quỳnh, nhà thuốc Tú Quỳnh. Ở Bronx thì có Sài Gòn Market. Và đặc biệt ở Toronto thì có Sài Gòn Video đang phân phối vé. Quý vị có thể vào trung tâm Vân Sơn.com hoặc là Vân Sơn Entertainment.com để có thể biết thêm chi tiết vé đang bán ở đâu. Vân Sơn rất mong mỏi quý vị thương mến trung tâm Vân Sơn và muốn đi xem một cái chương trình mà từ trước đến giờ quý vị chưa bao giờ xem một chương trình lớn và vĩ đại đến như thế. Ngay tại New York, ngay tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, những khán giả Việt Nam ngay ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ muốn đi xem chương trình này, thì ngay giờ phút này chúng ta hãy đi đến tất cả những đại lý bán vé mà Vân Sơn vừa mới gửi cho quý vị, hoặc là quý vị gọi ngay về trung tâm Vân Sơn ở 714-799-1566 để có được những chiếc vé tham dự cùng với chương trình của Vân Sơn in New York. Vân Sơn trực tiếp thu hình số 49, Vân Sơn in New York với chủ đề là Một Thời Để Yêu. Vân Sơn hy vọng rằng 15 phút vừa qua đã thỏa mãn được một phần nào những câu hỏi của quý vị. Vân Sơn xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần kế tiếp. Trong những tuần lễ kế tiếp, Vân Sơn sẽ mang lại những tin tức để trình bày cùng tất cả quý vị khán giả trong những tuần lễ kế tiếp. Vân Sơn xin phép được đại diện cho hơn 100 anh chị em nghệ sĩ gửi lời mời đến tất cả quý vị khán giả ở khắp gần xa. Và chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở Turning Stone Casino ngày 31 tây tháng 8 của năm 2013. Vào ngày thứ bảy với chương trình Vân Sơn trực tiếp thu hình số 49 với chủ đề là Một Thời Để Yêu.
Bye bye. Trung tâm Văn Sơn xin được hân hạnh giới thiệu lần đầu tiên tại tiểu bang New York một chương trình được trực tiếp thu hình với chủ đề Một Thời Để Yêu với một số khác duy nhất vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2013. Chương trình sẽ được bắt đầu từ lúc 10 giờ tối đến 2 giờ đêm tại đại hí viện Turning Stone Casino Event Center. Sau những chương trình mà Trung tâm Văn Sơn đã thực hiện ở khắp nơi trên thế giới đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt và lòng thương yêu của người Việt khắp Nam Châu. Lần này tại tiểu bang New York, một lực lượng ca sĩ hùng hậu với những tiết mục ca múa được dàn dựng công phu cùng với những vở bi hài kịch đầy màu sắc, các danh hài đang được yêu mến nhất hiện nay sẽ chào đón quý vị bằng những trận cười nghiêng ngửa trong một nhà hát với sức chứa gần 5.000 khán giả. Chắc chắn đây sẽ là một chương trình tầm dốc, vui hay mới lạ, mang nhiều ý nghĩa, đáng ghi nhớ mà quý vị không thể nào bỏ qua. Sự hiện diện đông đảo của quý vị sẽ đóng góp rất lớn cho sự thành công trong chương trình trực tiếp thu hình của Trung tâm Văn Sơn. Mọi sự liên lạc về đặt vé và mua vé trước xin gọi về cho Trung tâm Văn Sơn ở số 714-799-1566 hay 714-799-7877 để biết thêm chi tiết. Trung tâm Văn Sơn hân hạnh giới thiệu và kính mời.